xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam bạn thân mến. Bắt đầu từ chương trình đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe tiểu thuyết Papillon, Người tù khổ sai của nhà văn Pháp Henri Sarie qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Qua giọng đọc Vân Anh. Thưa các bạn, nhân vật chính của tiểu thuyết là Papillon, biệt hiệu là chàng bướm, đang sống bình thường thì bị bắt vì bị tình nghi đã giết một tên ma cô. Dựa vào các chứng cứ giả mạo do bộ máy cảnh sát tạo dựng, phiên tòa đại hình tư sản Pháp khép anh vào tội giết người với mức án khổ sai trung thân và bị đẩy sang đảo Huyen, một thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ, nơi có những nhà ngục cấm cố khét tiếng tàn bạo. Bước vào thế giới tù ngục 13 năm cách xa đời sống thường nhật của con người, Papillon bị chuyển hết nhà tù này sang nhà ngục cấm cố khác. Anh phải nếm trải những nỗi khổ cùng cực của địa ngục bị tra tấn tàn bạo và bị đầy đọa đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Bị đầy đọa cùng cực trong tù ngục, nhưng không lúc nào Papillon nguôi quyên việc thực hiện khát vọng tự do để khẳng định bản lĩnh con người chân chính lương thiện. Anh tìm mọi cách, chịu mọi cực hình để vượt khỏi tù ngục, vươn ra cuộc sống bên ngoài. Bảy lần vượt ngục rồi lại bị bắt trở lại, Papillon vẫn kiên cường đối mặt với hiểm nguy và cái chết. Lần cuối cùng vượt ngục, đứng trên vách đá cao trước mặt là đại dương mênh mông dữ dội đe dọa. Papillon kiên quyết ôm chặt chiếc bè được kết bằng bao dừa, chờ con sóng lớn trồm tới, anh lao mình xuống nước để con sóng đưa ra khơi xa. Một hình tượng lớn lao mạnh mẽ khẳng định sự bất diệt của con người trước mọi mưu toan hủy diệt. Nhân vật Papillon chàng bướm trong tiểu thuyết mang nhiều yếu tố tự truyện của tác giả nhà văn Henry Sarie. Nhà văn tạo được một câu chuyện hấp dẫn với nhiều chi tiết ly kỳ rùng rợn từ vốn sống thực tế ngồn ngộn mà ông đã phải trả giá cho những tháng năm tuổi trẻ gặp phải vòng lao lý, oan khiên. Không có ý định viết nhưng lại trở thành nhà văn nổi tiếng bởi chính sự thông minh và trí nhớ tuyệt vời đã giúp Henry Sarie thu góp toàn bộ các sự kiện lớn nhỏ chi tiết của 13 năm tù dòng dã vào trí óc để rồi tái hiện lên trang sách với tất cả sự sống động nguyên bản tươi mới. Bây giờ, mời các bạn nghe những trang đầu của tiểu thuyết Papillon, Người tù khổ sai của nhà văn Henry Sarrier. xuống khá mạnh Phải 13 năm sau mới đứng dậy được Quả thật Đây không phải là đòn bình thường Mà để sáng xuống nó Họ đã phải kỳ công chuẩn bị Đó là ngày 26 tháng 10 Năm 1931 Từ 8 giờ sáng Họ đưa tôi ra khỏi xã Lim Và nhà khám công xe Nơi tôi ở đã một năm Tôi được cạo sâu nhẫn nhụi Ăn mặt bảnh bao bộ đồ may đo rất khít, sơ mi trắng điểm chiếc nơ con bướm màu xanh nhạt. Tôi 25 tuổi, nhưng trông chỉ như 20. Bọn sen đầm có phần ngỡ ngàng vì điệu bộ phong nhã của tôi nên đối xử lịch sự. Chúng còn tháo khóa tay cho tôi. Sáu chúng tôi, năm tên sen đầm và tôi, ngồi trên hai chiếc ghế dài trong một căn phòng chống trải bên ngoài trời xám xịt. Trước mặt tôi là một khung cửa, chắc sẽ dẫn ra phòng đại hình. Vì chúng tôi đang ở trong trụ sở tòa án quận Sen, Paris. Chỉ ít phút nữa, tôi sẽ bị lên án về tội giết người. Luật sư của tôi, ông Raymond Huy Bè, đã đến gặp tôi. Không có chứng cớ gì xác đáng buộc tội anh cả. Tôi tin chúng ta sẽ trắng án. Nghe câu chúng ta, tôi mỉm cười. Dường như chính ông ta, luật gia Huy Bè, cũng là bị cáo như tôi. Và nếu có tuyên án thì ông ta cũng cùng chịu tội. Viên mõ tòa mở cửa mời chúng tôi ra. Bốn sen đầm áp dài, thêm viên quản đi cạnh. Tôi bước vào một căn phòng rộng mênh mông. Để sáng đòn vào tôi, ở đây tất cả đều được khoác một màu đỏ máu thảm đỏ, rèm cửa đỏ, cả quần áo các quan tòa cũng đỏ. Tòa ra Từ cửa bên phải, sáu người lần lượt đi xa. Tránh án rồi năm thẩm phán, mũ áo chỉnh tề. Tránh án dừng lại ở chiếc ghế sữa, bốn người kia đứng sang hai bên. Căn phòng im phăng phắc, mọi người đều đứng cả tôi nữa. Toàn ngồi ai nấy đều mới ngồi. Tránh án, người má phúng phính đỏ hồng, vẻ nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi mà không biểu lộ tình cảm gì. Tên ông ta là Bơ Vanh. Ông ta đã điều khiển phiên tòa một cách khách quan với thái độ để làm cho mọi người hiểu rằng. Là một quan tòa chuyên nghiệp, ông ta chẳng tin lắm vào sự thành thực của các nhân chứng cũng như của cảnh sát. Không, ông ta chẳng có trách nhiệm gì trong ngón đòn này ông ta chỉ thừa hành mà thôi. Tổng biện lý là Praden, mà tất cả các thầy cãi của luật sư đoàn đều gườm. Hắn ta nổi danh là kẻ sừng sò cung ứng con mồi cho máy chém và cho tất cả các nhà tù của nước Pháp ở chính quốc và hải ngoại. Praden giữ vai công tố. Hắn không có chút gì là tính người. Hắn đại diện luật pháp. Cán cân. Chính hắn điều khiển cán cân ấy làm đủ mọi cách để nó phải lệch về phía hắn. Đôi mắt diều hâu của hắn lim sim nhìn xoáy vào tôi từ trên tầm cao ấy. Trước hết là vì chỗ ngồi của hắn đặt hắn vào vị thế cao hơn tôi. Sau nữa là vì toàn bộ tấm thân của hắn ít nhất là 1m80 mà hắn ưỡn lên một cách ngạo mạn. Hắn hơi cúi về phía tôi như để dễ đè bẹp tôi hơn. Hắn có vẻ muốn nói tên kia nếu mày nghĩ có thể thoát khỏi tay ta thì mày nhầm rồi bàn tay ta không có vẻ gì là cùm kẹp nhưng trong tim ta đã sẵn những móng vuốt để xé xác mày và nếu các luật sư đều phải gườm ta nếu ta được các tới chức đánh giá là một biện lý lợi hại thì đó là vì ta không bao giờ để con mồi chạy thoát ta không cần biết mày có tội hay là vô tội mà chỉ cần sử dụng tất cả những tình tiết chống lại mày cuộc sống lang thang của mày ở xóm montmartre những chứng cứ do cảnh sát đưa ra rồi những lời khai của chính cảnh sát với tất cả đống tư liệu tờm lợm do sự thầm thu lượm được ta sẽ làm được cái việc vẽ mày thành một tên đáng tởm đủ để cho các vị hội thầm quyết định xóa tên mày khỏi xã hội tôi cảm thấy mình nghe rất rõ những lời hắn nói thực sự với tôi hay là tôi mơ vì quả là tôi bị ấn tượng mạnh về cái tên ăn thịt người này hỡi bị cáo đừng hy vọng gì đừng cố mà tự bào chữa ta sẽ đưa ngươi vào con đường mạt vận và ta chắc rằng ngươi không tin gì vào những vị hội thầm kia chứ chớ có ảo tưởng mười hai con người ấy chẳng hiểu gì về cuộc sống đâu hãy nhìn họ xem họ ngồi thẳng trước mặt ngươi hãy nhìn mười hai cái bị thịt từ một tỉnh lẻ xa xôi nào đó đã nhập cư vào thành phố paris này họ là những kẻ tiểu tư sản thương nhân công chức về hưu không có lẽ ngươi lại tin rằng họ sẽ thông cảm với cái tuổi ham nhâm và cuộc sống của ngươi ở xóm montmartre ư đối với họ. Pi và quảng trường trắng chính là địa ngục tội lỗi và tất cả ai sinh vào ban đêm đều là kẻ thù của xã hội. Tất cả họ đều cực kỳ hãnh diện được làm hội thẩm ở tòa đại hình quận Sten. Hơn nữa, họ đều có mặc cảm về vị trí tiểu tư sản còm của mình. Còn ngươi, ngươi ở đâu đến lại trẻ đẹp, ngươi hãy yên trí rằng ta sẽ không ngại ngần mô tả ngươi là một tên sở khanh của những hộp đêm mông như vậy ngay từ đầu ta sẽ biến các hội thẩm thành kẻ thù của ngươi ngươi ăn mặc bành bao quá lẽ ra nên đến đây với bộ đồ xoàng dĩnh hơn chỗ này ngươi đã phạm một sai lầm lớn về chiến thuật ngươi không thấy rằng họ đang thèm muốn có bộ đồ diện như của ngươi sao họ. Họ mặc toàn đồ may sẵn, ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ được khoác vào người một bộ may đo. Đã 10 giờ phiên tòa bắt đầu mở. Trước mặt tôi là sáu quan tòa, trong đó có một tên công tố hung hăng đã dùng hết quyền lực ma quái và trí thông minh để thuyết phục 12 người kia rằng tôi có tội. Rằng lời tuyên án chỉ có thể là trung thân hoặc máy chém họ sẽ xử tôi về tội giết một tên ma cô trong xóm montmartre không có một chứng cứ nào nhưng bọn cớm chúng được lên lon mỗi lần tìm ra thủ phạm sẽ quả quyết rằng đó chính là tôi chứng cớ không có chúng sẽ nói chúng có những tin mật không thể chối cãi một nhân chứng do chúng tạo ra tên lành cái đĩa hát nhắc lại trung thành những gì được ghi âm tại số nhà 36 phố Càng Kim Hoàn là chủ bài của phía buộc đội. Tôi một mực khẳng định không hề quen biết tên Pô Lanh. Tránh án vẫn rất khách quan liền hỏi tôi. Anh bảo là anh ta nói dối. Được, nhưng anh ta nói dối để làm gì? Thưa ông tránh án, từ khi bị bắt tôi đã thức nhiều đêm trắng không phải do hối hận đã giết laurent betty vì thực sự tôi không giết tôi thao thức chính vì tôi nghĩ mãi xem lý do gì mà nhân chứng này cứ nhè tôi mà vu cáo và mỗi lần cùn lý lại đưa ra thêm những bằng chứng mới vì vậy thưa ông chánh án tôi đi đến kết luận là các ông cảnh sát đã bắt quà tăng hắn về một tội nào đó khá nặng và đã mặc cả với hắn chúng tao sẽ lơ đi miễn là mày phải đánh thẳng bướm. Không ngờ tôi nói đúng thế. Tên Polanh được giới thiệu ở tòa như một người lương thiện không tiền án. Mấy năm sau đã bị bắt và bị kết án về tội buôn lậu thuốc phiện. Luật sư Hui Be cố bảo chữ cho tôi. Nhưng ông ta không đủ tầm đương đầu với tên biện lý. Praden tỏ ra rất khéo léo hơn nữa, hắn biết phỉnh định các hội thẩm làm bọn này phòng mũi vì được coi như người cộng tác ngang hàn với các vị quan chức lẫm liệt ấy. Đến 11 giờ đêm ván cờ kết thúc, những người biện hộ cho tôi thất bại hoàn toàn, và tôi, người vô tội, bị kết án xã hội nước Pháp mà người đại diện là Tổng Biện Lý Braden vượt loại một chàng trai 25 tuổi ra khỏi cuộc sống. Giọng khô khốc của tránh án bơ ranh cất tiếng. Bị cáo, hãy đứng lên. Tôi đứng lên, phòng xử án im phăng phắc. những hơi thở cũng như ngừng lại. Tim tôi đập hơi nhanh hơn các hội thẩm người nhìn tôi người cúi mặt xuống có vẻ ngượng ngập bị cáo lắng nghe các hội thẩm đều trả lời có với tất cả các câu hỏi trừ một là vấn đề có chủ mưu hay không vì vậy tòa án tuyên án anh mức tù khổ sai trung thân bị cáo có điều gì nói không tôi không đụng đậy giữ thái độ bình thường chỉ hơi nắm chặt hơn vào cái tay vịn chỗ tôi đứng. có, thưa ông tránh án, tôi xin nói là tôi hoàn toàn vô tội và là nạn nhân của một mưu mô sắp đặt trước của cảnh sát. từ phía những phụ nữ sang trọng là khách quý được mời đến tự và ngồi sau quan tòa có tiếng gì rầm nổi lên. tôi hướng lại họ nói mà không cất cao giọng. im đi. Các bà quyền quý đến đây để tìm những cảm xúc không lành mạnh. Màn kịch đã diễn xong rồi đấy. Một vụ án mạng đã được cảnh sát và công lý của các bà giải quyết gọn gẽ, hẳn các bà hài lòng. Lính khác, dẫn bị cáo ra đi." Tránh án ra lệnh. "Trước khi ra, tôi có nghe thấy tiếng kêu." "Không sao anh ơi, em sẽ đến tìm anh." đó là nên nét. Người vợ dũng cảm và cao thượng đã nói to mối tình của nàng với tôi. Bọn anh chị có mặt ở trong phòng thì vỗ tay. Họ thừa biết sự thật về vụ án mạng và muốn tỏ cho tôi biết là họ hãnh diện vì tôi đã không phản bội, không cung khai một ai. Trở về căn phòng nhỏ nơi tôi đã ngồi chờ trước khi ra tòa. Bọn đầm sen khóa tay tôi lại. Một tên móc luôn stick nối vào tay hắn. Cổ tay phải của tôi dính vào cổ tay trái của hắn. Không ai nói một lời. Tôi hỏi xin điếu thuốc. Viên quản đưa tôi một điếu, bật lửa cho tôi. Mỗi lần tay tôi sơ lên để đưa thuốc lên miệng, tay của tên lính khác cũng kéo lên hạ xuống theo. Tôi đứng hút khoảng ba phần tư điếu thuốc. Mọi người vẫn im lặng, Cuối cùng chính tôi nhìn viên quản và nói, đi thôi. Một tá sen đầm hộ tống tôi xuống cầu thang, bước vào sân trong của tòa án. Ở đây xe tù đã đợi sẵn. Viên quản nói, về khám công xe sơ Về tới lâu đài cuối cùng của Marie Antoinette. Bọn sen đầm trao tôi cho cai tù. Cai tù ký nhận xong, chúng quay xa. Nhưng trước đó, điều đáng ngạc nhiên là viên quản siết chặt đôi bàn tay bị còng của tôi. Cai tù hỏi tôi, bao nhiêu năm? Trung thân. Thật ư? Hắn nhìn lũ sen đầm và hiểu là tôi nói thật. Lão Cai tù, 50 tuổi, được được nghe khối chuyện và biết rõ vụ việc của tôi, đã có lời ưu ái đối với tôi. Đồ khốn kiếp, chúng điên cả rồi sao? lão nhẹ nhàng cởi khóa cho tôi lại tử tế đích thân đưa tôi vào một xà lim có nệm trang bị riêng cho các tử tù người điên người bị án chung thân hay tù đặc biệt nguy hiểm can đảm lên bướm ạ lão nói trước khi đóng cửa xà lim tôi sẽ bảo đưa một số đồ và thức ăn của cậu từ xà lim cũ về đây can đảm lên nhé cảm ơn sếp hãy tin rằng tôi có đủ can đảm và hy vọng là chúng sẽ không nuốt trôi cái chung thân này với tôi đâu vài phút sau có tiếng đậm ở cửa cái gì thế có tiếng đáp không có gì chỉ là mình treo tấm bảng sao bảng biết gì khổ sai chung thân cần canh gác nghiêm ngặt tôi nghĩ họ hóa sồ cả rồi chẳng lẽ họ tin rằng cái đòn giáng xuống đầu tôi đã làm tôi choáng váng tới mức tôi sẽ tự vẫn hay sao tôi can đảm và tương lai tôi vẫn sẽ can đảm tôi sẽ chiến đấu với tất cả bọn chúng ngay ngày mai tôi sẽ hành động sáng hôm sau vừa uống nước tôi vừa tự hỏi con nên chống án không để làm gì liệu ở một phiên tòa khác tôi có gặp may hơn không? Rồi sẽ mất bao nhiêu thời gian về chuyện này? Một năm, có thể 18 tháng. Để rồi làm gì? Để lĩnh 20 năm, thay cho tổ trung thân ư? Vì tôi đã nhất quyết sẽ vượt ngục, nên số năm đối với tôi không đáng kể. Và tôi chợt nhớ đến câu mà một bị cáo hỏi tránh án. Thưa quý tòa, ở nước Pháp, án chung thân kéo dài bao lâu ạ à? tôi đi loanh quanh trong xà lim tôi đã nhờ truyền một thư ngắn an ủi vợ tôi và một thư khác cho một cô em gái đã hết lòng hết sức bảo vệ anh trai của mình thế là hết màn đã hạ những người thân của tôi chắc phải đau đớn hơn và ông bố tội nghiệp của tôi ở tít tận cái tình nhỏ xa xôi chắc phải còng thêm tấm lưng vì chịu nỗi bất hạnh quá nặng. Tôi giật mình. Nhưng mà tôi vô tội. Tôi vô tội. Nhưng mà là với ai? Phải, với ai? Tôi tự nhủ. Thôi, đừng sợ trò bô bô nói rằng mình vô tội. Người ta sẽ cười vào mũi cho lĩnh trung thân vì một tên ma cô, rồi lại đi khai toang hoang tên một kẻ khác thịt nó, thật là lố. Tốt nhất là ngậm miệng lại. Trong thời gian tạm giam ở khám sức khỏe cũng như ở công xe Suri, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị kết án nặng đến thế, nên cũng chưa có lúc nào tìm hiểu xem cái con đường mạt vận mà tôi đang dấn vào là như thế nào thôi được việc đầu tiên phải làm là tiếp xúc với các tù khác nhất là những tù có khả năng sau này trở thành bạn cùng trốn tôi chọn De Ga người Marseille có thể gặp ở phòng cắt tóc ngày nào anh ta cũng xa cạo sâu ở đấy tôi cũng xin xa quả nhiên tới nơi tôi thấy De Ga đang đứng quay mặt vào tường Thấy tôi, anh ta khéo léo đẩy nhanh một tù khác lên trước mình để anh ta được lùi lại chờ lâu hơn. Tôi gạt một tù khác, đứng vào chỗ kề bên Đê Ga nói nhỏ. Đê Ga, thế nào? Tốt, bướm ạ. Mình bị 15 năm. Còn cậu? Nghe nói chúng quần cậu ghê lắm hả? Đúng, trung thân. Chống án không? Không. Bây giờ, điều cần là ăn tốt, tập thể dục tốt, phải khỏe, rồi có lúc sẽ phải dùng đến những bắp thịt rắn chắc. Cậu có đạn không? Có, mười ngàn bảng Anh. Còn cậu? Không. Một lời khuyên: lắp đạn nhanh. Cha huy bè bãi cho cậu phải không? Hắn nhát lắm, chẳng dám nhận truyền cho cậu đâu. nhắn vợ cậu đem ống đạn đến dante nó sẽ truyền cho dominic và tứ cam đoan là sẽ tới tay cậu đó kìa tên cớm nhìn chúng mình kìa hai anh kia lợi dụng để nói chuyện hả ồ không có gì đâu để gà đáp anh này bảo anh ấy bị đau ạ đau gì bội thực vì xử án phỏng và tên cớm cất tiếng cười hô hố cuộc đời là thế tôi đang ở trên con đường đó, con đường mạt vận. Người ta cười hô hố, chế nhạo một chàng trai 25 tuổi bị cấm cố tới hết đời. Tôi đã có đạn. Đó là một cái ống nhôm mài sẵn bóng, gồm hai nửa vặn khít vào với nhau ở chính giữa. Nó đựng bên trong 5-6.600 franc bằng giấy bạc mới tinh khi nhận được nó, tôi đưa lên miệng hôn cái ống dài 6cm, to bằng ngón tay cái ấy. Phải, tôi hôn trước khi đút nó vào hậu môn. Tôi thở mạnh để nó tụt lên thật sâu. Kết bà của tôi đó. Tôi có thể bị trần chuồng, bị dạng hai chân, cúi gập người làm đôi, khạc từ trong miệng ra. Cũng không thấy tôi xấu cái gì trong đó nó đã tụt vào tận trong ruột xà, đã hòa với tôi làm một. Tôi mang nó trong người, là mang chính sự sống, sự tự do, là con đường báo thù. Vì nhất định tôi sẽ trả thù. Đầu óc tôi chỉ quanh quần có điều ấy. Bên ngoài tối om, tôi có một mình trong xà lim, một ngọn đèn chiếu sáng trên trần để cho lính canh có thể nhìn tôi qua cái lỗ nhỏ khoét ở cánh cửa. Ánh sáng ấy làm chói. Tôi phải lấy chiếc mồi xoa gấp đôi đắp lên mắt. Nằm dài trên chiếc giường sắt không gối, tôi nhớ lại từng chi tiết của phiên tòa tồi tệ đó. Đến đây, muốn hiểu được diễn biến tiếp theo của câu chuyện dài này muốn hiểu được những gì là cơ sở đã nâng đỗ tôi chiến đấu đến cùng. Có lẽ tôi phải nói dài dòng hơn một chút về những gì tôi đã thực sự mường tượng trong óc những ngày đầu tiên bị chôn sống trong tù. Khi vượt ngục rồi tôi sẽ làm gì? Vì đã có ống đạn, tôi tin như đóng đanh vào cột là một ngày kia tôi sẽ vượt ngục. Trước hết ngay lập tức tôi trở về Paris kẻ đầu tiên phải giết là cái tên Pô Lanh làm chứng láo. Rồi đến tên thứ hai đê tiện trong vụ này. Nhưng hai tên chưa đủ. Phải giết tất càng nhiều càng tốt. À, tôi nghĩ ra rồi. Về Paris, tôi sẽ mang theo một hòm chất nổ thật to. Không biết bao nhiêu thì vừa. 10, 15, 20 kg và tôi nhầm tính cần bao nhiêu thuốc nổ để giết được thật nhiều người. Dùng chất dynamite không, sẽ đi tốt hơn. Mà sao không dùng hẳn nitrilecerin? Được. Rồi tôi sẽ hỏi những người có hiểu biết về vấn đề này. Riêng đối với bọn cảnh sát, xin cứ yên tâm, tôi sẽ tính toán để họ được sơi đủ tôi vẫn đắp khăn lên mắt nằm suy nghĩ. Tôi nhìn rất rõ cái hòm hiền lành. Bên trong đựng đầy chất nổ, có cả một bộ phận đồng hồ để tác động vào ngòi nổ. Chú ý phải cho nổ đúng 10 giờ sáng trong phòng sau ban tầng 2 sở cảnh sát hình sự, 36, phố Cảng Kim Hoàn. Giờ đó thì ít nhất có trăm sười tên cớm hội họp ở đây để nghe báo cáo và nhận lệnh cầu thang lên gác có bao nhiêu bậc phải tính cho kỹ chớ nhầm phải tính sao cho cái hòm từ ngoài phố đưa vào tới đúng địa chỉ của nó thì nổ ngay mà ai sẽ mang hòm nhỉ không sao tôi có gan làm việc đó tôi đi taxi đỗ đúng trước cửa sở sẽ lấy giọng đàng hoàng ra lệnh cho hai tên khác chuyển cái hòm này lên phòng giao ban tôi đi cùng nói với ngài thanh tra Duy Pong rằng của ngài tránh thanh tra Duy Pua gửi tới và ngài sẽ tới ngay đây bây giờ. Nhưng liệu chúng có tuân lệnh không nhỉ? Nhớ không may, trong tất cả lũ ngu ngốc ấy, tôi lại vớ đúng phải hai thằng thông minh duy nhất. Thế thì hỏng hết, thôi phải nghĩ mẹo khác. Và tôi nghĩ, nghĩ mãi. Trong thâm tâm, tôi không chấp nhận một mẹo gì mà không ăn chắc trăm phần trăm. Tôi nhòm dậy uống tí nước. Nghĩ mãi phát nhức đầu. Lại nằm xuống, không đắp mắt. Từng phút chậm chạp trôi đi. Nhưng ngọn đèn, cái ngọn đèn chết tiệt. Tôi nhúng mùi xoa vào, đắp nước lên mắt. Nước mát làm tôi dễ chịu. Và có nước, mùi xoa rắn chặt vào mi mắt. Từ đó, tôi luôn làm theo cách ấy những giờ dài mà tôi nhìn ngẫm sự trả thù sâu đậm đến mức như thấy mình đang hành động thật theo kế hoạch. Đêm nào và cả một phần ba ngày nữa, tôi cũng đi lại ở Paris cứ như đã vượt ngục rồi. Chắc chắn là tôi sẽ vượt ngục và sẽ trở về Paris. Và tất nhiên, điều đầu tiên tôi phải làm là tính sổ với thằng Polanh, rồi với bọn cảnh sát. Còn những hội thẩm để những kẻ ngu dốt ấy được sống yên ổn ư chúng đã về nhà vô cùng thỏa mãn vì đã làm tròn nhiệm vụ với chữ n hoa vênh vang kiêu hãnh với hàng xóm và với vợ con đang chờ để về hốc cơm khi viết lại tất cả những điều mà tôi đã suy nghĩ cách đây bao nhiêu năm và lúc này đang ùa về với tôi một cách rõ rệt tôi mới thấy rằng tình trạng yên lặng tuyệt đối cô đơn hoàn toàn toàn diện đã làm cho một người trẻ tuổi bị giam trong bốn bức tường xà lim có một cuộc sống tưởng tượng huyễn hoặc như thế nào trước khi phát điên sâu đậm sống động tới mức con người như được nhân làm đôi anh ta bay bồng lang thang khắp nơi nào muốn nhà cửa bố mẹ gia đình tuổi thơ các trạng khác nhau của cuộc đời rồi nhất là những mộng tường mà trí óc anh ta nghĩ ra nghĩ ra với sự phong phú kỳ lạ đến nỗi anh ta tin là đang sống thực những gì đang mơ thân mến chương trình đọc truyện đêm nay xin dừng ở đây mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết papillon người tù khổ sai của nhà văn pháp henri sarier vào chương trình này đêm mai xin tạm biệt các bạn